Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGolf Claim con tóc cằn có ký hiệu là Sabitmon nha các bạn. Thì con này trong chương trình bán hàng free sale, còn 59 ngày nữa sẽ list lên sàn PancakeSwap nha các bạn. Thì thông tin của nó nè các bạn. Nó có lộ trình nữa các bạn. Google Map rõ ràng. Thì thông tin trên tờ Twitter của nó thì dự án này cũng mới ra thôi các bạn. Thì mình bạn nào muốn claim hoặc là mua resell thì cần click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Copy cái link rồi các bạn dán vào trình duyệt đáp trên chiếc chocolate. Rồi các bạn dán vào những dán thế này thì các bạn claim free rồi dứt nó đi các bạn. Sau này nó tăng giá mình có thể xả ra kiếm lại. Rồi các bạn bấm vào claim iDrop. Rồi đây thì bạn bấm buy là các bạn mua các bạn. Còn bấm claim free iDrop bạn bấm kết nối. Con này mình xếp mình được, con này mình thấy khá là ngon đó các bạn. Đâu rồi, xác nhận giao dịch tôi rồi. Rồi các bạn sẽ tốn phí gas là 0.0005 MB khoảng 0.1 USDT các bạn. Gần 0.2. Rồi bạn bấm chấp thuận rồi bạn bắt up lên các bạn. Ok, mình đã claim được 1 triệu token. Rồi mình qua bên trên view scan. Con này hiện tại có 413 holder rồi các bạn. Rồi các bạn copy con sắt của nó nghe các bạn. Con sắt mua đây phần link mô tả cho các bạn đây. Rồi các bạn việc dán vào đây thôi. Rồi bạn mở ra thì các bạn sẽ nhận được 1000 token Rabbit. Các bạn, Rabbitmon. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token có ký hiệu là Rabbit nên đang kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ biệt các bạn hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.